Ngôi nhà chỉ 5 mét vuông nhưng có hàng chục can xăng và dầu lửa. Chủ căn nhà ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 này là một cụ bán ve chai đã bị lẫn. Bác thì cái nhà về nấu lò xo ngồi cái bên rất là nguy hiểm, mà cái ngã ba hẻm như thế này thì nếu có sự cố gì thì cũng không ai thoát được cái nạn hết. Là tổ trưởng dân phố, bà Lê Thị Minh Hồng cùng chính quyền địa phương đã dọn dẹp những can xăng dầu này. Những ngày cuối tuần, bà Hồng vừa tranh thủ đến chăm sóc cho bà cụ, vừa kiểm tra nhà cửa để đảm bảo an toàn cho cả khu dân cư. Còn cư dân tại chung cư Horizon, phường Tân Định, quận 1 đã tận dụng ngày nghỉ cuối tuần để tham gia tập huấn phòng chống cháy nổ và kỹ năng thoát hiểm. Thưa quý vị, những trang thiết bị cứu hộ cứu nạn như thế này luôn được trang bị tại các khu chung cư. Tuy nhiên, cách sử dụng như thế nào, đặc biệt là trong những tình huống nguy cấp thì không phải cư dân nào cũng biết. Chính vì vậy, những buổi tuyên truyền tập huấn như thế này là điều vô cùng cần thiết cho các cư dân. Cũng rất là bổ ích cho mọi người để biết được kỹ năng mình chạy thoát khi mà có sự việc xảy ra. Quan trọng bây giờ thế này, phải cho bà con thực tập, hiểu được. Thứ hai nữa là phải giáo dục. Bây giờ bà con người ta không hiểu hết cháy tai hại như thế nào đâu. Trên địa bàn quận phải có trên gần 200 chung cư. Địa bàn phường Tân Định phải có 9 chung cư. Thì hiện tại phường Tân Định đã phối hợp với các quan chức năng là ở tuyên truyền hết 4 chung cư. Thì hiện tại đang phối hợp để triển khai các chung cư còn lại. Tính riêng 3 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 119 vụ cháy, giảm sâu so với năm trước, nhưng số người tử vong lại quá lớn. Mọi cái việc cháy đều phát sinh từ nhiều nguyên nhân, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Thì đây là một cái vấn đề đặt ra cho ý thức của mỗi con người chúng ta chấp hành pháp luật, rồi là tự bảo vệ mình, khi sử dụng lửa phải hết sức cẩn thận, xem nó là một cái nguy cơ dẫn đến làm ảnh hưởng đến sinh mạng của con người cũng như tài sản. Những hành động rất nhỏ mà đôi lúc mọi người không chú trọng như kiểm soát nguồn điện, dập tàn thuốc, loại trừ các vật dụng dễ gây cháy, trang bị kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống lại là giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho tài sản và hơn hết là tính mạng của mỗi người.